Vợ cô gái 26 tuổi rằng gia đình cô sắp gặp đại nạn, phải mua tranh Đức Phật giá 2,2 tỷ đồng để quá giải. Đối tượng Nguyễn Quang Minh, 32 tuổi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bị công an thành phố Quy Nhơn tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra năm 2021, Minh bói bài tarot xem tướng để tiếp cận nhiều người, trong đó có cô gái ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. Nghi phạm phán, cô gái 26 tuổi và gia đình sẽ bị tai nạn chết, rồi đưa ra các cách giải hạn tùy theo giá tiền. Nếu muốn giải hết, cô gái phải thỉnh bức tranh vẽ tay hình Đức Phật với giá 2,2 tỷ đồng. Tin lời, cô gái đã chuyển 2,2 tỷ đồng cho Minh trong tháng 10 và dự định chuyển thêm vào tháng 11. Gia đình cô gái sau đó biết chuyện nên hôm 2 tháng 11 đã tố giác với cảnh sát. Tại trụ sở công an, Minh thừa nhận hành vi và cho biết đã cùng các đồng phạm dùng thủ đoạn tương tự lừa nhiều người hiện Minh đã chuyển lại 2,2 tỷ đồng cho gia đình bị hại. Mê tín dị đoan đã và đang len lỏi vào cuộc sống của một bộ phận người dân. Chính sự thiếu hiểu biết của người dân về những điều không có thật trong cuộc sống đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu có cơ hội hoạt động. Không ít gia đình đã lâm vào cánh ly tán, tan cửa nát nhà suy kịp về kinh tế và cả tính mạng do sự nhẹ dạ cá tình. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo.